thêm hơn 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam, 1.113.400 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca trong hợp đồng đặt mua của công ty VNVC về đến thành phố Hồ Chí Minh sáng 13 tháng 8. Đây là lần giao hàng thứ 8 thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều giữa công ty cổ phần VaxiSin Việt Nam, VNVC và AstraZeneca dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Liên tục 6 tuần qua, từ 9/7 đến nay, mỗi tuần đều có một lô vaccine trong hợp đồng được nhập về Việt Nam. Hiện VNVC đã tiếp nhận hơn 5,5 triệu liều vaccine AstraZeneca, gần 20% tổng lượng vaccine trong hợp đồng. Còn gần 24,5 triệu liều nữa, thuộc hợp đồng này, sẽ tiếp tục được AstraZeneca bàn giao sắp tới. Tất cả lô hàng đều về sân bay Tân Sơn Nhất, thực hiện thủ tục thông quan và chuyển về kho lạnh của VNVC. Lô vaccine đầu tiên về ngày 24 tháng 2 với 117.600 liều. Đợt 2 về tối 25 tháng 5 với 287.600 liều. Đợt 3 ngày 9 tháng 7 với 580.000 liều. Đợt 4 ngày 15 tháng 7 với 921.400 liều. Đợt 5 ngày 23 tháng 7 với 1.228.500 liều. Đợt 6 ngày 29 tháng 7 với 659.900 liều. Đợt 7 ngày 6 tháng 8 với 592.100 liều. VNVC cho biết tất cả lô vaccine đã được chuyển giao cho Bộ Y tế, phân bổ đến các địa phương. Lô hàng thứ 8 này cũng sẽ được chuyển giao sau khi VNVC hoàn tất các thủ tục. Đại diện VNVC cũng tiết lộ đang làm việc với nhiều hãng vaccine trên thế giới để đàm phán mua thêm các loại vaccine phòng COVID-19 khác. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng khoảng 19 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại, được cung ứng từ 3 nguồn là hợp đồng của VNVC, cơ chế COVAX và viện trợ giữa chính phủ các nước. Gồm 11,5 triệu liều AstraZeneca, 12.000 liều Sputnik V, 746.000 liều Pfizer, hơn 5 triệu liều Moderna, 1,5 triệu liều Sinopharm. Tính đến ngày 12 tháng 8, cả nước đã tiêm chủng hơn 12 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại, trong đó tiêm một mũi là 11.6.121 người, tiêm mũi 2 là 1.92.700 người.